Khanh ở Alicante thì hôm nay tụi Khanh đã quyết định dậy rất là sớm để mà ngắm bình minh lên. Thì hiện tại ở đây đang là 6:30 sáng nhưng mà mặt trời vẫn chưa có mọc, cho nên tụi Khanh đi dạo một vòng biển và đợi mặt trời lên. Bình minh tỏa giọt vàng vàng, vầng mây lởn vởn xanh vàng ngẩn ngơ, xanh xanh một khoảng xa mờ, mây trời lồng lộng nắng vừa nhú say. Tác giả Tống Hoài. Sau khi mà ngắm bình minh xong thì tụi Khanh đã về lại khách sạn để mà ăn sáng tại đây. Do là ăn buffet cho nên mọi người phải đeo bao tay nè, đeo khẩu trang khi mà lấy đồ ăn hoặc là thức uống tại quầy. Do là tụi Khanh đi đầu tuần, vì vậy là lượng đồ ăn, lượng món ăn nó sẽ ít hơn những cái ngày cuối tuần. Nhưng mà cũng khá là đầy đủ luôn. Cũng có bánh mì ngọt nè, cũng có đồ mặn, cũng có cheese, cũng có ham và cũng có trái cây nữa. Thường thì ăn sáng thì Khanh ăn khá là đơn giản, đó là trứng nè, bacon và ham, và uống thêm một ly cà phê sữa nữa, đó là xong buổi sáng của Khanh rồi. Ăn sáng xong thì tụi Khanh đến một cái thành phố nhỏ để mà tham quan. Thì cái thành phố này phải nói là khá là giàu. Thành phố này có tên là Benidorm, thì nơi đây thu hút lượng khách du lịch đứng thứ 3 toàn Tây Ban Nha sau Madrid và Barcelona. Thì nơi đây khá là đẹp do là có rất là nhiều tòa cao ốc cao, thiệt là cao. Vào buổi sáng thì người dân nơi đây ra biển tập thể dục, giống như là tập dưỡng sinh ở Việt Nam của mình vậy đó. Đây là một thành phố có rất là nhiều khách sạn nè và rất là nhiều nhà nằm ở trên những cái vách núi, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là khu vực bãi biển tự do, thì thường thường tới mùa hè và có nắng lên thì người dân ở đây thường sẽ ra biển tắm nắng thôi. Còn tắm biển thì họ khá là ít tắm biển, chỉ tắm nắng hoặc là chèo thuyền kayak ở đây. Đây cũng được gọi là tòa lâu đài luôn, nhưng mà cái tòa lâu đài này họ đã sửa sang lại làm cho nó mới hơn và đẹp hơn rồi. Khi mà đang đi bộ vòng vòng bãi biển thì Khanh gặp một đàn chim bồ câu trắng. Thì Khanh muốn chạy lại ùa cho nó bay lên, nhưng mà những cái con chim này hầu như nó không có sợ người, cho nên nó có ùa cỡ nào nó cũng không có chạy. Chỉ có mấy con bay thôi, còn lại nó cứ nằm im không à. Thì hiện tại cái lượng khách du lịch ở đây vẫn chưa có, cho nên có nhiều chỗ ăn uống vui chơi thì họ đã đóng cửa và chưa có mở cửa lại. Khanh đã phát hiện ra một thiết kế rất là độc đáo, là những cái trần nhà của khách sạn này đều là cái bản đồ của thành phố này, nhìn rất là hay luôn. Hiện tại thì Khanh đang leo lên đỉnh núi để mà ngắm toàn cảnh thành phố. Thì xe hơi chỉ dành cho những người nào mà có nhà ở ngay khu vực này thì họ mới được chạy vào thôi. Tụi Khanh đi bộ lên cũng khá là xa, nhưng mà khi mà tới nơi rồi thì thấy rất là đẹp. Họ đã thiết kế lại và dành cho khách du lịch, có rào chắn đàng hoàng luôn. Và trang trí tự nhiên có một cái ông đó ngồi đó làm gì Khanh cũng không biết nữa. Tụi Khanh đi chơi vào đầu tuần cho nên khá là vắng, chứ mọi khi ở đây rất là đông người, giống như ngọn hải đăng nhưng mà không phải. Và đây là toàn cảnh thành phố. Tụi Khanh đang di chuyển đến một cái khu vực mà một bên là biển và một bên là nhà hàng để mà ăn trưa và nghỉ ngơi một chút xíu. Hiện tại đang là 2 giờ trưa, thì ở bên phải của Khanh là biển, còn bên trái là nhà hàng. Giữa trời nắng chang chang như vậy á, nhưng mà ở dưới bãi cát á, có rất là nhiều người đang tắm nắng ở đó luôn. Khi mà đi một vòng á, đọc hết tất cả các menu á, thì cuối cùng tụi Khanh cũng đã kiếm được một cái nhà hàng khá là ưng ý. Thì cũng như thường lệ, bánh mì và sốt bơ tỏi cùng với lại sốt cà chua, ăn rất là ngon luôn. Giữa trời nắng chói chang như vậy á, thì một dĩa xà lách á, là làm mát dịu lại cơ thể. Và đây là dĩa cá cơm chiên xù, chỉ cần vắt chanh lên và ăn thôi. Nhất là cái đầu cá mọi người phải nên ăn vì nó cực kỳ là béo luôn.
theo đó là mực chiên xù, thì đi biển không thể nào thiếu món này được. Vẫn tiếp tục là cơm hải sản, do tụi Khanh chọn món này vì tụi Khanh đến đây là món này là món truyền thống của thành phố họ. Thì Khanh muốn ăn thử nhiều vị để mà biết được những cái nhà hàng lớn nó sẽ nấu như thế nào, và đặc biệt là những cái nhà hàng gia đình, cái hương vị của nó sẽ ra sao. Món này được gọi là fideua, thì cái mùi vị cũng tương tự giống như cơm vậy. Ăn uống xong xuôi thì ở đây họ có cho mình một vài chip bitter để mà uống chén miệng sau khi ăn. Không ngừng ở đó thì Khanh vẫn tiếp tục chén miệng bằng hai viên kem mát rười rượi. Trời khá là nóng cho nên tụi Khanh quyết định xuống hồ bơi. Bơi xong rồi thì Khanh lên phòng tắm rửa và đi dạo quanh biển một chút xíu. Thì kết thúc ngày thứ hai của tụi Khanh ở Alicante. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày thứ ba nha.